thùng thình chấm rộn ràng ngoài đình. Yeah, sắp tới Trung thu rồi nè, bạn nào mà chưa có lồng đèn Trung thu là phải bơi vào đây hết nha. Mọi người có tin được không, một cái lồng đèn Trung thu siêu đẹp, siêu lung linh như thế này nhưng mà chính bàn tay của Zen đã làm ra nó đó. Nói là làm ra cho sang như vậy thôi chứ thật sự là tôi lắp ráp từ cái bộ làm lồng đèn Trung thu này nè mọi người. Mà công nhận là cái bộ này siêu đỉnh luôn á nha. Nó có rất là nhiều những cái hình thù đẹp, có hình mặt trăng rồi có hình mấy em cá coi nữa. Nhưng mà ngày hôm nay Zen sẽ đặt một cái bộ có cái tên rất là kiêu sa luôn, nghe đúng chức cổ trang lãng mạn luôn á mọi người. Đó chính là tên Hoa Thủy Hữu Tình U Là Trời, mới nghe là thấy lãng mạn rồi đó nha. Mở ra bên trong thì thấy cái bộ này có khá là nhiều phụ kiện. Trong đầu của tôi lúc này chỉ có một cái suy nghĩ, trời đất ơi, không biết là mình phải bắt đầu từ đâu để có thể lắp được cái lồng đèn này đây. Nhưng mà đã mua về rồi, không lẽ không lắp hả mọi người? Một năm thì Trung thu chỉ có một lần thôi, cho nên là nhanh nhanh tay để còn có lồng đèn mà chơi Trung thu nữa chứ. Đầu tiên á thì mình sẽ bẻ hết mấy cái thanh này ra nè mọi người. Những cái miếng gỗ như thế này thì nó đã được cắt sẵn hết rồi, cho nên là mình gỡ ra rất là tiện luôn á. Sau khi mà mình gỡ những cái phụ kiện nhỏ nhỏ này ra thì mấy cái tấm hình tròn này sẽ đem dục á mọi người, chứ nó không có dùng để làm cái gì hết trơn. Mình chỉ giữ lại những cái phụ kiện cần thiết để làm cái lồng đèn thôi. Đó chính là những cái miếng lắp ghép nhỏ nhỏ như thế này và hai cái khung của hình tròn. Sau đó thì các bạn sẽ gắn những cái miếng nhỏ nhỏ này vào trong những cái lỗ còn trống nha. Cũng không biết là phải diễn tả như thế nào nữa, nhưng mà nói chung mọi người xem video sẽ thấy nó rất là dễ hiểu đúng không? Ten 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 ten. Và đây là cái vòng tròn khi mà đã được lắp xong rồi nè mọi người. Mình sẽ gắn cái vòng tròn còn lại lên. Cái chất liệu gỗ này nó không có quá cứng nhưng mà nó cũng không có quá dễ gãy, cho nên là khá là yên tâm khi mà mình làm cái lồng đèn này. Nhưng mà mọi người chú ý một điểm là có một cái thanh gỗ bắc ngang qua, nó sẽ để cho mình treo cái sợi dây để móc lồng đèn lên, và một cái phần đế như thế này. Cái phần đế này là để mình nhét cái cục đèn này vào nè mọi người. Đây chính là một cái cục ở trong có một cái đèn led và đựng pin nữa. Đó thì mình sẽ xỏ cái cục đèn này vào cái phần đế như thế này. Thì cái thanh gỗ của cái phần đế nó sẽ đặt đối diện với lại cái thanh gỗ có hai cái lỗ hình giống như là mặt trăng vậy đó mọi người, để mà mình gắn cái quai cầm vào ý. Sau khi mà đã gắn mấy cái thanh gỗ xong rồi thì mình sẽ gắn cái tua rua này vào nha. Mọi người nhìn xem nè, giống y chang trong mấy cái bộ phim cổ trang mà mình xem không? Có cái chùm tua rua rồi còn có miếng ngọc bội nữa. Bây giờ thì mình sẽ làm cái tay cầm của cái lồng đèn nha cả nhà. Có một cái thanh gỗ đã đi sẵn như thế này, mình chỉ việc xỏ cái sợi dây qua. Và sau đó thì mình sẽ xỏ cái hạt cườm gỗ này vào. Nếu mà mọi người không muốn cái hạt cườm gỗ này nó chạy lung tung á thì mọi người hãy thắt gút cái sợi dây lại để cố định cái hạt cườm gỗ này ở một nơi thôi nha. Tèn ten, vậy là xong cái phần quai cầm rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ kết nối cái phần quai cầm với cái phần lồng đèn chính của mình. Đơn giản là cái bước này chỉ việc cột dây thôi chứ không có gì cầu kỳ hết trơn. Chiều dài của cái sợi dây tay cầm bao nhiêu á thì tùy theo mong muốn của mọi người nha. Bạn nào mà thích chơi cái lồng đèn nó dài dài thì để sợi dây dài, còn bạn nào mà thích ngắn ngắn á thì để sợi dây ngắn thôi. Tới đây là xem như mình đã làm xong cái khung lồng đèn rồi đó mọi người. Nếu mà khung lồng đèn đã xong rồi thì tiếp theo sẽ đến với phần trang trí sao cho cái lồng đèn của mình nó thật là đẹp. Bên trong cái bộ làm lồng đèn này sẽ có hai cái miếng bằng nhựa như thế này và nó rất là đẹp luôn á mọi người, nó lấp la lấp lánh. Mà bây giờ là mọi người chưa có thấy đẹp đâu, lát nữa mà mình bật đèn lên thì mọi người mới thấy được cái sự lấp la lấp lánh của em nó đẹp như thế nào. Mình sẽ dùng cái chai keo đi kèm ở trong cái bộ này và sẽ dán cái miếng nhựa này vào cái khung lồng đèn nha cả nhà. Ở cái bước này thì mọi người cần phải có một cây tăm để cho mình có thể dễ dàng dàn mấy cái keo này đều ra. Nhìn chung thì Zen thấy khá là đơn giản, nhưng mà để làm cái lồng đèn này sao cho đẹp thì mọi người cần phải có một chút kiên nhẫn và tỉ mỉ. Mình dán keo càng cẩn thận chừng nào thì cái lồng đèn của mình nó lại càng chắc chắn và nó sẽ càng bền chừng đó. Dán xong một mặt rồi thì mình sẽ quay lại cái mặt bên kia và dán tương tự như vậy luôn nha cả nhà. Cái bộ lồng đèn này có tên là Hoa Thủy Hữu Tình, cho nên là một bên thì có hoa sen, còn một bên là có cái hoa gì đây tôi cũng không biết nữa, nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Dán xong hai mặt của lồng đèn rồi thì bây giờ mình sẽ dán cái phần thân lồng đèn nha. Mình cũng sẽ có một cái miếng nhựa đã được cắt sẵn như thế này, kích thước rất là vừa vặn luôn. Mọi người chỉ việc áp vào thôi, và sau đó mình sẽ dùng cái chai keo nhỏ nhỏ lúc nãy đó. Mình sẽ bôi keo vào từng cái thanh gỗ như thế này, và sau đó mình sẽ lấy cái tờ nhựa áp lên và dán lại. Cái bước này nó siêu đơn giản luôn á cả nhà. Chỉ cần mọi người một tay dán một tay đè cho cái tờ nhựa nó dính vào keo, và sau đó đợi keo khô một tí xíu thôi. Công nhận là những cái bộ làm lồng đèn sẵn bây giờ nó siêu tiện luôn á mọi người, bởi vì những cái kích thước người ta đã đo đạt chuẩn rồi, mình chỉ việc cắt dán vào thôi. Chứ còn mà Zen nhớ ngày xưa mà mình tự tay làm lồng đèn á, u là trời, nó vất vả kinh khủng luôn. Đầu tiên là phải chuốt che nè, rồi xong đó ghép lại thành cái khung lồng đèn, và cuối cùng là phải dán giấy kính một cách rất là tỉ mỉ. Ten 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 ten, và đây chính là kết quả nè mọi người. Mình cũng đã để trống hai ô ở gần cái đèn để cho mình có thể dễ sò tay vào bật tắt công tắc đèn á mọi người. Còn đây chính là em nó khi mà bật ánh sáng lên nè, u là trời, nó đẹp muốn xỉu luôn nè mọi người.
Ánh sáng mà mọi người nhìn thấy đích thị là ánh sáng của cái lồng đèn này, không có thêm một sự hỗ trợ nào khác nha. Ánh sáng màu vàng vô cùng ấm áp, thêm cái sự lấp la lấp lánh của cái lồng đèn và thêm cái hoa văn của hai loại hoa sen và cái hoa thủy hữu tình nó hiện lên. Trời ơi, cái lồng đèn nó đẹp muốn xỉu luôn á mọi người, treo trang trí ở trước nhà là nhìn nhức cái nách luôn à nha, chứ huống chi mà cầm ra đường đi chơi trung thu. Bà nào mà bánh bèo là đảm bảo sẽ si mê cái đèn này cho xem, hoặc là mình có thể cầm cái đèn này mà đi chụp hình sống ảo là ta nói nhức cái nách luôn á. Mình thì siêu thích cái lồng đèn này luôn á mọi người, mình cảm thấy nó quá là hoàn hảo, không có chỗ nào để chê luôn. Bên cạnh việc làm lồng đèn trung thu thì khi hết trung thu mình cũng có thể làm đèn ngủ nè, hoặc là khi mà không xích sách đi chơi á thì mình cũng có thể trang trí trước cửa nhà mình, nó cũng siêu đẹp. Mọi người thấy cái lồng đèn này như thế nào, hãy nhớ để lại dưới phần bình luận cho Gem biết nha. Còn với tôi thì tôi cảm thấy rất là ưng ý luôn, không có đến nỗi quá khó làm. Mà cái kết quả mà mình nhận được thì ta nói siêu xuất sắc, 10 điểm trên 10 điểm, không có chỗ nào để chê. Vừa có thể đi chơi trung thu, vừa có thể trở thành một chiếc đèn vô cùng lãng mạn để trang trí trong nhà của mình. Xem tới đây rồi thì mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau nè. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.